Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Builder TV. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn phiên bản cập nhật 240.223 của file Excel giúp chúng ta gửi tin nhắn hàng loạt qua Zalo, Telegram, Messenger. Trong phiên bản này sẽ có thêm mục cài đặt số vòng chạy. Chúng ta có số vòng chạy và thời gian chơi giữa các vòng chạy. Số vòng chạy chúng ta nhập trong khoảng từ 1 đến 100, số phút chơi là từ 1 đến 59. Ở đây, chúng ta có một danh sách cần gửi tin nhắn. Khi đã gửi hết danh sách thì là hoàn thành một vòng và sẽ chờ sau số phút tại một thời gian chờ sẽ tiếp tục gửi tin nhắn cho vòng tiếp theo. Trong ví dụ này, để tránh mất thời gian của các bạn thì mình sẽ chọn số vòng chạy là 1. Chúng ta sẽ chia đôi màn hình, một bên là Excel, một bên là Zalo. Bước đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành lấy tọa độ. Nhấn vào nút lấy tọa độ và di chuyển chuột tới ô tìm kiếm. Copy tọa độ ở vị trí nhập lên mục ô tìm kiếm. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy tọa độ của ô nhắn tin. Như vậy là chúng ta đã lấy xong tọa độ. Đây là nội dung tin nhắn mà chúng ta sẽ gửi. Và việc tiếp theo của chúng ta là ấn vào nút gửi. Lúc này Excel sẽ giúp chúng ta gửi hàng loạt tin nhắn theo danh sách tới Zalo. Các bạn lưu ý lúc này chúng ta sẽ không sử dụng chuột và bàn phím nhé. Khi Excel gửi tin nhắn thì sẽ hiển thị là sending, gửi xong một người thì sẽ hiển thị tại cục gửi là số thứ tự của vòng đang gửi. Sau khi gửi tin nhắn xong thì ô sending sẽ hiển thị là đã xong. Đây cũng là lời chúc mà kênh Builder TV muốn gửi tới bạn đang xem video này. Năm cũ đã dần qua đi, năm mới đang dần tới gần. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn và gia đình nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024 này. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, may mắn và gặp nhiều điều tốt lành trong năm mới. Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho bạn và người thân những điều tuyệt vời nhất. Cầu chúc bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc bạn có một năm mới thật ý nghĩa, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc bên người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.